giờ thì Mì Dầu sẽ đưa quý vị đi vào công viên để ngắm những chiếc nấm nó thường mọc vào mùa thu ở bên châu Âu, ở nước Bỉ. Trong công viên này có những cây cổ thụ rất là to, mình đi sâu vào trong đó thì người ta cũng có dàn dựng những cái khúc gỗ để che chắn những cái nơi mà mình không có được đi sâu vào bên trong đó quý vị. Vì nó sẽ có những con thú, những con nai và những con thú như thế này ha quý vị. Nó cũng là những con thú giữ thì nhiều khi mình không có biết được. Và những cái cây to nó có thể đổ ngã đó, người ta dựng đó thì người ta cảnh báo thì mình không có nên đi vào những khu vực này ha. Bây giờ Mio sẽ xin mời quý vị cùng theo chân Mio đi vào công viên để mà tham quan nha. Năm nay thời tiết cũng hơi khác lạ. Thường thường Mio đi vô tới chỗ này á, là cái cây to này nè, lá đã chuyển màu thành cái màu đỏ sẫm hết rồi, mà bây giờ nó vẫn còn cái màu này quý vị, chưa có đổi màu hết. Thường thường Mio tới đây là Mio thấy nó cả một cái màu, nó đổi cái màu nhìn rất là đẹp. Vậy chắc cũng phải là mấy tuần nữa, mấy tuần nó đổi màu Mio sẽ quay cho quý vị xem. Mio đã bắt gặp cái cây này khi Mio đến đây tới bây giờ là 10 năm rồi quý vị. Ở đây nó cũng có hạt mà nó một loại khác nữa quý vị. Đó. Nó cũng đầy hạt ở trên hết nè. Mà cái loại khác chứ hồi nãy nữa. Nó đã rơi ra ngoài hết rồi. Nè. Ngộ ha. Cây nào cũng có trái, cũng có hạt. Đẹp quá. Khi nó đổi màu rất là đẹp luôn á quý vị. Mới bắt đầu hơi chớm chớm thôi. Quý vị nhìn cái gốc của nó thì quý vị đã thấy rồi. Rất là già ha. Nói gì nói chắc Mio cũng nghĩ là cả trăm năm rồi chứ không có ít ỏi gì đâu. Già lắm rồi. Cái tàn của nó lớn quá. Ở đây Mio gấp gặp một cái nấm nè. Nhưng mà ở đây chưa đâu, ở đây còn ở ngoài. Mình chỉ đi ngắm những chiếc nấm vào mùa thu thôi ha quý vị. Nhưng Mio không có rành, Mio biết chắc chắn là sẽ không có ăn được. Nên là rất là nhiều. Mình càng đi vô trong sâu đó, nó cái độ ẩm nó càng nhiều đó quý vị. Thì nó có những chiếc nấm với đủ màu sắc và nó mọc nhiều hơn nữa. Nó mọc thành từng chùm nhiều hơn nữa. Dễ thương ha. Trong này rất là yên tĩnh, mình có thể nghe được tiếng chim hót, rất là yên tĩnh luôn quý vị. Ở đây phải biết đường đi chứ thôi hồi mình đi ra mình đi lạc ra lối khác đó quý vị. Bây giờ sẽ đi theo cái lề bờ sông này đi. Cái không khí ẩm thấp ở bên ngoài đó, chắc có lẽ mình sẽ bắt gặp được nhiều nấm hơn. Mio thấy một cái trái gì mà nó to dữ vậy nè. À, trời ơi. Mio hỏi cái trái gì mà nó to. Đó là nấm á quý vị. Nè. Mio nhìn từ xa như quả trứng gà, Mio tưởng là một cái hạt gì khác mà nó to. Ai ngờ nó là nấm. Đó. Ngộ ha. Rồi
Đây là những chiếc nấm đầu tiên mới vô bắt gặp được. Năm nào thì mùa thu thì mới vô cũng vào đây để xem thiên nhiên, cây cảnh và nấm. Mà năm nay mới vô phát hiện được là có nhiều loại nấm rất là lạ mà mới vô ở đây chưa có từng bắt gặp lần nào. Mới vô cũng quay theo dọc cái con đường. Trời ơi, cảnh đẹp quá quý vị ơi. Mà mới vô mới gọi đầu tù xù quá. Nè. Cảnh rất là đẹp ở đây. Đầu cổ mới vô bù xù quá. Đẹp lắm. Mình mới vô chỉ quay bằng điện thoại nên ra mình nhìn không có thấy được cái sắc màu của thiên nhiên ở bên ngoài giống như là mới vô đang ở đây. Mới vô thấy đẹp thì mới vô muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Nhưng mà quý vị nhìn ở ngoài là nó còn đẹp biết bao nhiêu. Ở đây mới vô bắt gặp được trái hạt dẻ. Đây mới là cái trái hạt dẻ nè quý vị. Nó như có quả chôm chôm như thế này nè. Ai da, nó chích rất là đau quý vị ơi. Đây, nó như có quả chôm chôm như thế này nè. Nó mới là hạt dẻ. Rồi bên trong như thế này. Cái này mới vô nghĩ là chim nó gặm, nó bay qua tới đây nó rơi lại. Mấy cái hạt nó rơi ra rồi. Xíu nữa mới vô vào trong thấy thì mới vô sẽ... vô thấy chính xác cái cây hạt dẻ thì mới vô sẽ chia sẻ cái hạt để quý vị phân biệt cái hạt hồi nãy mới vô đã chia sẻ là cái hạt không có ăn được. Nhìn thấy mới vô đi vô giống như đi vô trong hang rừng, nhưng đây chỉ là một cái công viên lớn thôi, công viên lớn thôi quý vị nè. Đường đi thì ở đây, mình vô thì muốn đi sát sát ở đây để mình vô xem có những cái nấm nào mà mới mọc mà mình vô chưa có thấy đó. Ướt quá, thôi mình vô đi, đi lên đường đi, ướt cái giày quá. Những chiếc lá vàng đã rơi rụng. Mùa thu thì cây cỏ chuyển màu nhìn rất là đẹp và hoa cũng vẫn còn mọc quý vị. Những cái hoa dại đủ màu sắc mọc ở phía dưới cỏ đó rất là đẹp. Đây là cái cây hạt dẻ đây quý vị. Quý vị nhìn xem. Vô sẽ zoom lại ha. Ôi, không phóng to được. Đây là hạt dẻ nè quý vị. Mà cây này nhỏ quá. Cây này trái nhỏ quá. Cái cây thì thấy to mà sao trái nhỏ quá. Có lẽ nó già quá rồi. Ở mé bên này á, bên cái cầu nhỏ này á, thì toàn là hạt dẻ không thôi. Mình không có sợ bị lầm. Vì cái cây thổ thụ kia nó rất là to, nó không có mọc gần ở chỗ chung mấy cái cây này. Ôi, bây giờ cũng có người giống mi vô. Họ đi len len phía trong này đi. Họ ngắm. Thấy mi vô từ bên này chui qua cái cô kia. Cô thụt cà lui trở lại. Thường thì mi vô đây. Si champignon. Nè, nó mọc nè, thấy không? Đẹp ghê luôn á. Mọc trên những cái thân cây mục quá quý vị. Ông bà đó đi tản bộ, đi len lỏi trong này, thấy mi vô cũng từ trong đây chui ra nhìn mi vô. Họ nhìn mi vô một cách lạ lùng. Là sao đi có một mình chui trong rừng rậm ra. Thường thì mỗi năm mình vô thấy ở phía bên đó có rất là nhiều nấm. Thì bây giờ mình vô cũng sẽ đi qua cái con đường y chang như thế này để tới đó để xem năm nay nó có mọc cái nấm gì khác lạ nữa không. Đây, đây toàn là những cây hạt dẻ quý vị. Đó.
ha. Nè, quý vị sẽ phân biệt nha. Cái trái hạt dẻ này đó, bên ngoài thì nó như cái trái chôm chôm như thế này. Ai da, đau quá, bắt cái trái khác đi. Nhiều quá rồi, bây giờ ở nhà còn nhiều lắm, bây giờ không có muốn lượm, mà bây giờ muốn hái trên cành. Ha. Ngoài của trái này thì nó như trái chôm chôm nè quý vị. Còn hạt của nó đây, bây giờ sẽ lượm. Hạt của nó nè, ha. Trên đầu lúc nào nó cũng có cái chớp nhọn như thế này, có cọng rau nè quý vị. Đó, mình sẽ phân biệt được ha. Rồi phía sau này là nó dẹp như thế này, thì nó chỉ nằm như con rùa nè. Còn trái kia thì nó tròn hết luôn mà nó không có cái chớp này quý vị. Đó, và cái trái này thì ở ngoài nó giống như trái chôm chôm. Còn cái trái kia đó, ở ngoài nó giống như cái trái mãng cầu. Đó là mình biết cách phân biệt. Mình không có, nếu quý vị ở châu Âu, ở những nơi có cây này đó, thì mình có thể phân biệt ha. Ôi, ở đây nó quá lớn, lượm không có xuể đâu quý vị ơi. Mình vô thích cái cây mà chỗ mình vô đi hái đó là nó xè xuống dưới, mình vô sẽ hái từ trên cây luôn. Rồi tự mình bóc hạt ra luôn, như vậy nó sạch sẽ quý vị. Vì bên đây người ta nuôi chó rất là nhiều, người ta cũng dẫn chó đi dạo. Trời ơi, nó tè cái mình lượm lên mình ăn. Thành ra mình vô muốn tự tay mình hái. Mà nó rơi ra như thế này rồi, nó ẩm dưới đất rồi á quý vị, nó cũng không có ngon đâu. Những cái cây như thế này là mọc nấm. Ở đây người ta làm cái giàn cây như thế này quý vị, là cấm mình đi vào phía trong đó vì có thú rừng đó quý vị. Có những con nai, những con cọp thì không có đâu. Những con nai hoặc những cái con vật mà nó dữ đó quý vị, nó giống như con sói vậy đó. Nó giống như con chó, sói, cái con gì đó. Thành ra những cái bìa như vậy nè, là mình đừng có bao giờ bước qua vô trong đó ha. Thì lỡ có thú dữ gì đó mình là mình đi sai phạm cái điều luật. Thường thì mình vô thấy mấy gốc cây lớn này nè là có nấm. Năm nay thì nắng nhiều lắm, nó hơi khô nè, nó mọc mà còn sớm quá, có lẽ còn sớm quá nè. Thấy không quý vị, cái này mà nó dài ra nó nhiều, nó rất là đẹp luôn quý vị ơi. Mình vô đi có lẽ còn hơi sớm đó nè. Vô ăn được không? Thường thì những cái gốc cây già như thế này mọc lên nó ẩm nè quý vị, nó rất là ẩm luôn, nó ẩm nước nè. Thì thường mọc lên vô nghĩ chắc là nấm không phải độc, nhưng mà mình không có rành. Đây là cái gốc cây to nha. Đó nè, bắt đầu mọc nè quý vị. Đi vô đi vào sớm quá. À, có con chim nó đẻ rớt xuống bể cái trứng ra. À, có nấm mèo, mới vô thấy được nấm mèo rồi. Ai, nấm mèo thì mình ai cũng biết rồi. Còn sớm quá, nấm mọc chưa có lớn quý vị ơi. Trời ơi, bao nhiêu là hạt như thế này. Biết bao nhiêu là hạt. Vô vào hơi sớm, đầu tháng 10 thôi. Khoảng cuối tháng mình nghĩ chắc là nấm nhiều. Mình còn hơi sớm thì nấm nó mới bắt đầu nó lú ra, nó chưa có to quý vị, không có đẹp. Ở đây có những chiếc nấm gì mà nó đen thúi thù lùi à. Đây quý vị ơi, ngộ quá, sao mà đen thui à. Có năm kia mới vô thấy được nấm mà màu vàng đó, mà nó chùm chùm đẹp ơi là đẹp luôn á.
Ôi, cái này nó mới sao nó đen thù lùi, Mia cũng không hiểu. Lạ quá. Rồi, năm nay muốn ngắm cái nấm mà vàng đẹp nó không thấy rồi. Tại đây có rất nhiều cái gốc cây như thế này nè quý vị. Cái cây hạt dẻ nó rơi, nó cứ bụp 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 xuống đất vậy đó. Bây giờ xem. Phía trong này có hạt dẻ to, bây giờ mở cho quý vị xem. Nên là rụng đầy dưới đất vậy nè quý vị. Đây. Ôi trái này to ơi là to luôn, mở ra rồi đó. Mình đi trong đây không có nghe tiếng người mà cứ hạt dẻ nó rụng bụp 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 bụp. Bây giờ lượm ở nhà còn cả rổ nhà, bây giờ không có bây giờ thấy nó bây giờ không có cảm hứng lượm nữa, quá nhiều rồi. Đây. Trời ơi, đẹp quá quý vị ơi. Ăn được hay không? Ăn được hay không? Không ai biết. Không ai biết. Phải là chuyên gia là nấm mà mới biết. Cái chú bảo vệ rừng trong này nè, chú bảo vệ công viên này, chắc lẽ chú hiểu, chú biết. Ai à, đẹp quá xá, đẹp quá xá quý vị ơi. Mọc từng chùm, từng chùm. Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp hả quý vị. Mỗi cùng một cái đất nước thì có những loại cây, loại hoa, cỏ, lá khác nhau. Ở châu Âu thì cũng vậy, mỗi nước có cái độ nhiệt độ lạnh khác nhau thì cũng sẽ có những cái loại cây cỏ khác nhau. Ở Bỉ thì cái nơi Mio ở thì Mio thấy như thế này. Còn quý vị nào ở mấy cái vùng quê nữa thì có lẽ còn nhiều cây cỏ hơn nữa. Tại cái này nó chỉ là cái công viên thôi quý vị. Trời ơi cái nấm này nhìn nó thấy sợ quá. Sao nó đen? Nó đen thù lúi như thế này nè. Lạ quá. Nhiều lắm quý vị ơi. Nhưng mà Mio nhìn thấy màu đen thì sợ quá. Không hiểu được luôn. Rồi, nấm đẹp thì cũng có những loại Mio thấy có lẽ sớm quá. Thường Mio đi bên kia đó, Mio thấy có người ngồi ở đây đọc sách nè. Có một cái ngôi nhà đây à. Nhìn qua thì thấy phong cảnh rất là đẹp. Mà chưa bao giờ mới vô tới cái chỗ này ngồi. Trời ơi, quý vị nhìn nè. Nó vắng lặng. Ai mà ngồi đây chắc người ta cũng tưởng là thất tình hay là cái gì đó. Có chuyện gì buồn dữ lắm đó. Thì mới vào chỗ này ngồi. Nhìn thì đẹp thơ mộng. À, có cái võng thiệt là đẹp quý vị ơi. Có cái võng bằng gỗ đẹp lắm quý vị ơi. Mio sẽ lấy tấm hình. Bữa nay Mio gọi đầu đầu tóc Mio bù xù thấy ghê quá. Không có chụp được tấm hình nào ở đây. Bên kia có những cặp ông lão bà lão đi dạo. Ở đây toàn bộ cây cổ thụ lớn như thế này hả quý vị. Không khí rất là mát, rất là dễ chịu luôn quý vị ơi. Mio không hiểu tại sao ở đây người ta làm những cái bụt cây này, Mio không hiểu. Để làm cái gì? Mà có nhiều cái bụt cây như thế này nè. Mio không hiểu ý người ta muốn làm cái gì. Những cái cây mà họ bảo vệ xung quanh vậy là tốt nhất mình đừng có đi tới gần hả quý vị. Đó, quý vị có thấy cái võng không nè? Cái võng đẹp ơi là đẹp. Dễ thương quá. Bây giờ muốn có tấm hình ở chỗ này. Đây.
Người ta dùng gỗ ở trong đây đó, người ta làm cái võng nè quý vị. Này mình có quyền ngồi chắc. Chắc là vậy. Mình vô ngồi trên cái võng nè. Đầm đưa đầm đưa. Trời ơi nằm đây chắc ngủ luôn tới chiều luôn á. Nằm đây chắc mình vô ngủ luôn quá. Để mày vô dựng cái máy là cho quý vị nhìn toàn cảnh nha. Ở đây mình vô thấy người ta dùng gỗ nè, người ta thắt những con thú nè quý vị. Giống như con chó vậy đó ha. Đẹp quá ha. Rồi để mình vô lấy tấm hình này đi. Đẹp quá. Sao không chụp hình được? Đẹp ghê vậy. Có chú này chú tới ngồi nữa nè. Thường bây giờ hay thấy chú này ngồi ở đây lắm. Đẹp quá. Chú này thường đến đây đọc sách nè. Hello. Bây giờ thấy chú thường đọc sách.
rừng, những cái cơ thân cây mục này là nó có nấm kìa. Vô thấy bên này cái cây nó đổi màu, mới vô sẽ đi đến gần. Cái cây bên này bắt đầu nó đổi màu rồi nè. Nó sẽ chuyển thành cái màu vàng, xong rồi đỏ sậm nè quý vị. Rồi sau đó nó sậm nữa, rồi sau đó nó rụng hết luôn quý vị ơi. Đây. Màu vàng thôi, chưa có đổi, mới bắt đầu khi mà đổi toàn bộ cây thì mình nhìn cái màu nó mới đẹp, mới đổi thì nó bắt đầu nó úa gì vậy quý vị. Rồi sau đó mùa đông đến thì không còn cái gì hết, cũng sạch sẽ. Quý vị nhìn nè, đẹp không? Trời ơi, đẹp quá, nó như cái dù vậy đó. To quá quý vị ơi. Trời ơi là to luôn nè. Đằng kia nó mới mọc lên, nó như cái cùi vậy đó. Nhiều lắm quý vị, tuốt ở đằng xa kia nữa quý vị thấy không? Ôi sao mà nó lớn dữ vậy nè. Bây giờ thấy đằng đây có một chùm tới 3 cái luôn nè quý vị. 3 cái luôn nha. To thiệt là to luôn đó. Nè. Nhìn nè, ngộ quá. Trời ơi, cái nấm gì mà ngộ quá trời luôn. Đằng kia cũng có nữa đó quý vị. Hôm nay Miyo đã đưa quý vị cùng với Miyo đi ngắm những chiếc nấm vào mùa thu ở châu Âu. Miyo mong rằng quý vị cảm thấy thú vị khi xem video. Miyo xin cảm ơn và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe.
nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye!